chúng ta đã là công dân và là công dân toàn cầu. Khi mà nhìn thấy lá cờ của Tổ quốc mình thì niềm tự hào dân tộc nó trỗi dậy. Mình là cái người luôn luôn tiến về phía trước. Siri có thể biến không thành khó. Tôi vô cùng là xúc động, vô cùng hồi hộp. Đây là một cái căn biệt thự mà bản thân hai vợ chồng chúng tôi ao ước từ lâu rồi. Bởi vì chúng tôi rất yêu mến rừng và biển. Chúng tôi đã nỗ lực trong hơn 6 năm để đạt được một cái kết quả như ngày hôm nay. Và đối với bản thân tôi, cái căn nhà này nó cũng vô cùng ý nghĩa. Bởi vì đó thực sự là một cái niềm tự hào, đó là một cái món quà dành tặng cho những người thân yêu của tôi, các tư vấn viên của mình và tất cả những người Việt Nam. Và khẳng định rằng người Việt Nam của chúng ta chắc chắn làm được. Ngay từ ngày đầu tôi làm CV thì hình ảnh những biệt thự này nó đã có ở trên chiếc điện thoại của tôi. Và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Ngày hôm nay thì quả thật là tất cả nó đã có ngay trước mặt tôi đây rồi. Và chúng tôi có thể nhìn thấy nó, sờ tận tay. Cái cảnh đẹp ở đây thì thực sự là vô cùng là tuyệt vời. Nó rất là bình yên, chúng ta có thể nghe thấy tiếng chim hót, chúng ta có thể ngửi thấy mùi hương của hoa, chúng ta thấy một cái bầu trời xanh bát ngát và cái màu biển rất là xanh. Chúng ta xứng đáng được hưởng tất cả những cái không gian, những cái khung cảnh và những cái không khí mà nó vô cùng tươi mới, nó vô cùng trong sạch. Và trái đất này là dành cho tất cả các bạn. Chúng tôi với cơ hội Siri thì mang tự do cho hàng trăm, hàng nghìn và hàng vạn con người tin tưởng đồng hành với chúng tôi. Không có một cái con đường thành công nào dễ dàng hết. Khi mà tôi bắt đầu kinh doanh cùng với Siri là từ một con số âm, nợ nần rất là nhiều. Và đặc biệt là âm niềm tin. Khi đó chỉ có hai người tin tưởng tôi thôi. Người thứ nhất, đấy chính là người mẹ của tôi. Và cái người thứ hai, đấy chính là bản thân tôi. Và tôi chính là người mà phản đối chồng mình rất là nhiều. Sau khi mà thấy những con người đồng hành cùng với chồng mình và bản thân chồng mình thay đổi rất nhiều, thay đổi và tiến lên, thì bản thân tôi cũng phải thay đổi theo. Ngày hôm nay thì tôi cũng gửi lời cảm ơn đến ông xã của mình. Cảm ơn tất cả những tư vấn viên của chúng tôi ở Việt Nam, những người đã nỗ lực hết sức cùng với chúng tôi để đi đến hết chặng đường này. Mục tiêu tiếp theo của tôi, mục tiêu đầu tiên đó là nhân bản ra các thủ lĩnh quốc tế, những người đồng đội đã tin tưởng đồng hành cùng với chúng tôi. Mục tiêu thứ hai đấy, đó là đưa Seven Audit Việt Nam trở thành cái công ty kinh doanh theo mạng dẫn đầu thị trường Việt Nam. Và mục tiêu thứ ba đó là chúng tôi chinh phục Infinity Leader. Chúng tôi cùng nhau phát triển mở rộng ra châu Âu, đó là Séc, đó là Đức và các cái nước mà có nhiều người Việt Nam của chúng tôi sinh sống để giúp cho con người ta sống một cái cuộc sống hạnh phúc và có ích. Siri có thể biến không thành khó, biến người bình thường trở thành phi thường và biến mọi giấc mơ trở thành hiện thực. Chúng ta đã là công dân, còn là công dân toàn cầu thì doanh nhân chắc chắn là doanh nhân toàn cầu.